Thưa quý vị, huyện Xuyên Mộc có 48 dự án đầu tư về du lịch, trong đó có 17 dự án đã hoàn thành và hoàn thành một phần đưa vào sử dụng, chiếm tỷ lệ 35,4%. Số dự án đang triển khai xây dựng và đang lập thủ tục triển khai xây dựng là 21 dự án, chiếm 43,75%. Trong 6 tháng đầu năm 2023, huyện ước đón và phục vụ khoảng 1.335.000 lượt khách. So sánh với cùng kỳ năm 2022, lượng khách đến huyện Xuyên Mộc trong 6 tháng đầu năm nay tăng trưởng mạnh. Trong đó, khách nội địa trên 1.291.000 lượt, tăng 117,16%. Khách quốc tế là 44.431 lượt. Doanh thu du lịch đạt hơn 1.656 tỷ đồng. Trong đó, doanh thu từ dịch vụ lưu trú đạt hơn 641 tỷ đồng. Doanh thu từ dịch vụ ăn uống và dịch vụ khác đạt gần 1.042 tỷ đồng, tăng 6,7%. So với cùng kỳ năm 2022.